Xin chào các bạn nhé. Bình thường ấy thì các cái ADU hay là SU trong cái hệ thống điều hòa trung tâm mà sử dụng chiller ấy thì thường chạy là nó rất mát và mát rất nhanh, thì cái hiệu suất của nó tương đối cao. Tuy nhiên ấy thì nếu có một ngày nào đấy mà điều hòa của các bạn không cấp được gió mát ra và cái công suất rất là yếu thì nó có một số những cái nguyên nhân mà dẫn đến cái việc này, thì chúng ta cần phải kiểm tra như sau. Thì cái đầu tiên chúng ta cần kiểm tra ấy là cái gió ra nó có hay không. Thì cái gió ra nó có hay không nó liên quan đến cái quạt này các bạn này. Các bạn kiểm tra cái động cơ quạt này nó có chạy hay không, mà nó chạy có đúng chiều hay không. Đấy là bởi vì có nhiều khi á, nhìn lý do đấy chúng ta tự nhiên đổi nguồn điện một cái hay là chuyển đổi cái tủ một cái chẳng hạn, có thể nó quay ngược, nó không có gió ra. Đấy là đầu tiên chúng ta cần kiểm tra cái quạt các bạn nhé. Đấy, khi mà quạt chạy gió rồi, ra gió rồi mà gió lại không mát. Đấy, nhưng mà còn một nguyên nhân nữa, đấy là không có gió ra ấy. Còn một cái nguyên nhân nữa mà không có gió ra chính là ở đầu các cái ADU ấy các bạn. Đầu các cái ADU này này là nó thường có các cái gọi là van MLD, van bằng điện, nó gọi là MLD bằng điện. Các bạn đây, dây nó vào đây thì các bạn mở cái đầu này ra, các bạn kiểm tra bên trong mình xem các cái lá van nó có mở hay không. Đấy, nếu cái van này không mở hoặc cái van dập lửa các thứ nhá. Đấy, van trên kìa, nó có mở hay không. Nếu mà nó không mở thì đồng nghĩa việc không có gió ra. Đấy, đấy thì khi mà nó có gió ra rồi nhưng gió lại không lạnh, mặc dù trong phòng ấy là cái nhiệt độ của nó là không đạt. Đấy, và khi mà nó không có hơi lạnh như vậy thì cái chúng ta cần quan tâm đấy là các cái cảm biến nhiệt độ đo ở phòng các bạn nhé. Thế nếu cảm biến nhiệt độ đo ở phòng mà nó bình thường rồi, đúng không? Khi mà chúng ta kiểm tra thấy nó bình thường bằng cách là đo điện trở hoặc là các cái tham số hiển thị ở trên hệ thống điều khiển nhá, là bình thường rồi đúng không ạ? Mà gió lại không mát thì chúng ta kiểm tra đến cái van này nhá các bạn này. Đấy, các cái van điện từ mà của các cái đường cấp nước lạnh vào á, có thể vì lý do gì đấy các cái van này nó hỏng, nó nhận tín hiệu rồi hay nó không có tín hiệu đến. Đấy, các bạn kiểm tra hai cái dạng như vậy. Nếu nhận tín hiệu đến rồi mà không mở thì là hỏng van, còn nếu không có tín hiệu đến thì là do vấn đề về điều khiển. Đấy, thì kiểm tra từng phần một là như vậy. Đấy, nếu mà kiểm tra van bình thường, van mở rồi đúng không ạ? Cái van này mở rồi và cái tín hiệu phản hồi van về là tốt. Đấy, thì chúng ta kiểm tra đến các cái van cơ. Các cái van cơ này nhá, các van khóa là mà van cơ này các bạn này. Đấy, các cái van cơ như này, các cái van chặn ấy, thì có thể vì một lý do gì đấy hoặc bảo trì hoặc là sửa chữa như nào đấy hoặc là dò dỉ thì các bạn lại khóa nó vào mà quên mất là mình đang khóa. Đấy, có trường hợp nhiều như vậy đấy, bảo trì xong cuối cùng không mở van, chạy đếch mát, thì kiểm tra lại cái phần này. Thế nếu mà tất cả các cái yếu tố vừa rồi mà chúng ta kiểm tra ok rồi đúng không ạ, đấy thì chúng ta chú ý đến một cái vấn đề nữa, đấy là theo dõi cái phần đồng hồ này này, cái đồng hồ đo áp suất này này, giữa cái đầu hồi là đầu trên kia và đầu cấp là đầu phía này, xem nó có chênh lệch lớn không. Nếu chênh lệch lớn quá đúng không ạ, bình thường là chênh lệch 1-3 chẳng hạn, tự nhiên nó chênh lệch lên tận khoảng 2-3 chẳng hạn, ví dụ thế, hoặc là nó chênh lệch lớn lên một chút thì chúng ta cần kiểm tra cái gì. Vì trên mỗi một con ADU và trên mỗi một cái dàn lạnh các bạn ấy, thì thường người ta sẽ gắn ở trên đấy một cái y lọc nước. Đây các bạn nha, đây y lọc đây. Đấy các bạn này, y lọc nước nó hình gọi là hình chữ Y ấy, hình dị dài như quanh dưới. Thì cái y lọc nước là các bạn chú ý là cái phần mà có cái con ốc này thường nó phải quay chéo xuống dưới nhá, một quay đây, hai quay hẳn xuống đất.
chứ không là cái này mà chổng lên trời là nó không có tác dụng lọc mấy đâu các bạn nhé. Bởi vì cái này nó giống như là một cái thùng chứa, đi qua cái này thì nó có cái lưới lọc, nó lọc thì các bạn khóa nước lại, tức là các bạn phải khóa hai cái van đầu cấp và đầu đẩy lại và mở cái con ốc này ra để kiểm tra, xả hết nước để kiểm tra xem bên trong cái y lọc này nó có bị bẩn hay không. Đây các bạn này, y lọc nha, đây thì chúng ta mở con ốc to này ra kiểm tra xem nếu nó bẩn chúng ta phải tháo hẳn ra để mà rửa rồi vệ sinh rồi xúc nó đi. Bởi vì có nhiều trường hợp là trong các cái y này này dùng một thời gian nào vào nó dẫn đến là nó bám dần dần, mỗi ngày nó bám một tí các bạn, nó cứ bám dần vào và sau vài năm mà chúng ta không bảo trì là nó bám, có những khi mà nó bám còn một vài khe rất nhỏ, nước qua cực kỳ yếu thì cái này nó cũng không mát các bạn nhé, nó cũng dẫn đến không mát. Đấy các bạn chú ý là y lọc nhá, là cái này cũng rất là hay bị đấy. Đó là cái phần y lọc. Còn một cái vấn đề nữa về đường gió. Đấy, tức là các bạn nếu mà thấy gió ra rồi thì là như vậy, còn nếu mà thấy gió ra ít thì kiểm tra thêm như mình cái phần phin lọc nữa các bạn nhé. Trong mỗi một cái Adu này thường nó sử dụng các cái phin túi ở đầu ấy. Cái phin túi nó chiều dài khoảng 600 ấy, thì chúng ta kiểm tra lại cái phần đấy xem nào trong cái phin đấy nó có bẩn hay không. Thì đôi lúc là lâu quá chúng ta không thay phin ấy thì mà không kiểm soát được, tio thì nó vỡ, nó không báo, ta không quên không thay phin cái là nó rất là bẩn và cái lưu lượng gió ra rất kém. Đấy thì khi mà cái vùng tải mà không mát thì cơ bản là chúng ta kiểm tra các cái tham số như vậy, quạt rồi van gió rồi MLD rồi đến các cái van cơ của nước, đường nước, van điện từ đường nước và cuối cùng là cái y lọc cần phải kiểm tra và xúc rửa nếu mà nó bẩn. Đấy thì làm qua các cái bước như vậy thì mình tin là cái vấn đề không mát Adu ấy nó sẽ được xử lý rất là nhanh. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thấy hay thì có thể like, chia sẻ hoặc là nhấn đăng ký kênh nhé. Xin cảm ơn các bạn.